Rồi ở đây này chúng ta nói cái Bharatamsrita đúng không? Nó có hai cái cuốn tiếng Việt nằm ở đây. Một là cuốn Mắt căn bản là cuốn này. Mắt căn bản, cái cuốn này nó có 23 trang thôi. Tôi chỉ buổi hai buổi là coi như là bứt cái cuốn này liền. Rồi nha, là chúng ta dựng hình được ba trò này có gì đâu. Cho nó bứt một bên là các đồng chí làm ơn nhà coi cái đó. Là một chuyện. Ở đây nó có một cái cuốn nữa tên là Bharatamsrita. Cuốn này 105 trang. Rồi nha. Những cái gì trong này tôi có nói hết á, cho nên là chủ yếu là các đồng chí dựng hình thôi. Giao diện nó nằm ở đây, nó là cái gì đó là nó nhiều quá quá luôn, nó nói gì là bao giờ cho hết. Rồi chưa? Là hai chuyện. Ở đây nó có cái bộ sách của ví dụ như là nó có một cái cuốn mà tôi có cho các đồng chí ở đây nè. Nó có nè, Bharatamsrita for Architecture, for Architectural Visualization, tức là cho diễn họa kiến trúc căn bản thôi. Còn cái bộ sách chuẩn của nó nhiều lắm luôn á, cho nên đĩa ngoài nhiều. Bharatamsrita thì plugin của nó, tức là những cái mà viết thêm á, nhiều lắm. Ngồi nó mà đọc hết cái đống nó cũng chết. Ở đây nữa, đây nó có một cái nữa, ví dụ như đó, volume 1, là thấy volume 1 ở đây nè, đúng không? Các chỉ thấy là nó cuốn nó nằm ở đây nè, đó. User Preference, đó, volume 1 nằm ở đây, nó nói là từ A đến Z. Này nói rất ghê, nhưng nó ngồi đọc cái này là đủ chết. Đồng chí nào mà đọc xong là tiếng Anh cũng có hàng có cỡ rồi đó. Nhưng không sao hết, tôi sẽ chỉ cho các đồng chí vài chiêu, đúng không? Nó nói gì kệ nói, ai mà ngồi mà đọc cái này. Không, tôi thôi chứ mấy đồng chí không đọc. Mấy đồng chí không đọc nhưng mà chỉ sướng ở chỗ đó đó. Mà ngồi đọc chết luôn, những cái bản này nó có bản cũ là chính thôi nhưng mà không sao hết. Tôi đang trên máy tôi là 23, trên máy đồng chí là 22, nó không trên nhau nhiều. Thật ra Bharatamsrita là một cái chương trình dựng hình khá phổ biến, bởi vì nguyên cái series của Autodesk là cái bộ đây nè. Cái mà ở đây mà tôi dạy cho mấy đồng chí ấy đó, là nó đi nguyên một series, nó là cái này. Nó liên quan tới nếu đồng chí nào đi kiến trúc hay là game rủng gì đó thì nó đây là nguyên bộ, tùy quan điểm cách sử dụng thôi. Tôi lên mở cái trang này cho các đồng chí coi. Ở đây nó có một cái bộ suite để các đồng chí, nó gọi là Entertainment Creation Suite. Cái bộ tạo cái coi là cái bộ sáng tạo giải trí, nó gọi là Entertainment Creation. Nó có những cái liên quan include software vô để nhìn. Thì ở đây là nếu mà tôi làm á, tôi chỉ nguyên series Maya, Max, Motion Builder, Matbox. Motion Builder, Matbox. Đó, dưới này có Shop Image. Đó là nguyên cái series 4-5 cái của nó. Là đây nguyên bộ đó. Cái bộ nào mà đồng chí nào liên quan tới game cũng. Và bây giờ thôi về đi. Biết nó là như vậy. Thành ra là nói Bharatamsrita. Nó có trên thế giới nó có rất là nhiều cái. Ví dụ như vô đây nè, Blender.org. Cái này free, cái đồng chí down về. Cái này miễn phí dành cho 3D. Đó, Blender cứ download về xài, download xài miễn phí, nó làm cũng đẹp lắm. Nó từ ấy, cho nên là không phải riêng ngày Bharatamsrita không đâu. Cho nên là khi nếu tại sao tôi làm nhiều không download Blender nè. Ví dụ tại sao tôi làm nhiều á, bởi vì trên cái nguyên tắc của 3D tụi tôi mà làm là dân lập trình á, lập trình 3D á, tức là viết ra những cái trò này á, tức là mình viết không phải ghê bằng nó được, nhưng mà nghĩa là mình viết được. Đó là trong trường hợp mà cứ viết ra vậy thì tôi hiểu đó là tại sao nó ra cái đó. Hiểu không? Cho nên nó giống nhau hết à. Đó, mấy anh chỉ vô blender.org. Thì nó là vậy. Ở đây nó có một cái là Modo. Nó có một Modo cũng rất là ghê. Modo rồi gì đây nè, đây nè. Luxology Modo 3D. Luxology đó là gọi là Modo, thì cái này là cũng dân, số dân cũng làm cũng khá là rành. Ok. Thấy làm đẹp không? Thấy không? Đó là Modo, nó phần mềm này nhỏ xíu rồi. Đó là Modo. Nhưng mà làm cũng là khá là khí thế. Đúng không? Mình chỉ nào mà muốn có diện hình 3D nói chung thì diện hình đó là kiến trúc, là game, bắn quái quỷ gì đó, nội thất gì vậy đó. Việt Nam mình là cứ quay qua quẩn lại rồi Bharatamsrita. Đó, rồi số cái là SketchUp, ví dụ vậy. Chứ còn ví dụ như nó làm đồ thứ thiệt, làm đồ thiệt, làm quầy, làm đồ, ví dụ đồng chí. Mấy đồng chí là vô là đúng không? Thấy vô Google SketchUp nè. Google á, đây nè. Google Search. Ví dụ vô trong này nhìn thấy đó nè. Cho nên là đây có một số anh em đó, SketchUp Pro vô đó down. Rồi. Đây nè, SketchUp Pro này vô đó down. Lấy có diễn đàn SketchUp Việt Nam luôn.
đó là những cái hình ảnh mà đồng chí có thể dùng để render tạo đồ vân vân, là render nó tạo dựng nó, ok đó, setup rồi xong rồi render nó bằng cái gọi là một số đồng chí mà đã làm đã học với tôi rồi thì biết Lumen RT đó nè, đây nè Lumen bữa hôm biết rồi gì Lumen RT đó. Vô đó thì ra Google thảy qua thì lúc đó mới làm một cái đoạn phim 4D đi vòng 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 thảy với khách hàng coi, đó là 4D. Anh này cần là render chuyện mà mấy cái quầy cái gì đấy chuyện hay là chuyện đó chuyện nhỏ thôi. Nó là real time render, tức là quăng cái mô hình này qua. Cho nên là đó những mô hình gì đó xong rồi cho khách hàng tự đi. Tự đi giống như chơi game mới thích chỗ nào đi chỗ đó. Đó là Lumen RT. Rồi chưa? Cho nên là cái chuyện dựng hình nó đừng bị giới hạn cái suy nghĩ của mình là nó có những công cụ. Ví dụ như hôm nay mình chắc chắn là học Basic, nhưng tôi học Basic là tôi chỉ qua cái khác chuyện nhỏ. Đó nó giống vậy, còn cái chuyện mà còn bữa trước là chúng ta thấy ở đây nó có một cái đó. Filmotion đó .com. Là cái đồ đó render thời gian thực. Chứ còn tôi chỉ cho các đồng chí. Đó, nó render đây nè. Đúng không? Cái hình này render 6 tiếng, hình này render 1 giây. Chất lượng ngang nhau, stream motion. Còn Paradox Max mà render đó lâu lắm. Cái hình này là render bằng real time, nó render là 4-5 giây. Đúng không? Anh chị vô UDK, đó thì nói là lưu lại đó UDK.com, tôi có down về đó. Anh chị vô trong này down này miễn phí. Real time luôn. Đó, đó là UDK, bộ này miễn phí, download miễn phí. Là những cái bộ mà làm dữ dằn trên thế giới, thằng này nó là cái của mà mấy cái game mà Unreal mà, nó là Unreal Tournament rồi đó, là nó đó. Vô chỗ này bên trước cái okay, chỉ này Raidet. Ở đây nó có lớn hết đó. Nhưng mà tại vì nhiều khi cái máy nó nặng quá tôi không muốn dạy nhiều. Chứ là tôi mà tôi chỉ cả series mà cả đồng chí nào mà được là gọi là sống chết với cái nghề đó thì phải ngồi với tôi. Lúc đó là phải ngồi phải vài ba tháng ví dụ vậy đó là thấy không? Raidet.net chứ không phải trong Raidet.net. Đó là một cái nữa là cái đó nó free. Còn chỉ này tôi chỉ các đồng chí chút xíu làm được rồi, yên tâm. Basic đừng có lo. Đó là nghề của tôi rồi, đừng có lo. Rồi các đồng chí vô đó đau, đúng không? Tôi có đau về đầy đủ hết chứ. Đau đi. Đó là những cái đồ chiêu đồ nó làm đẹp lắm. Cho nên là trong trường hợp mà làm vậy thì biết làm gì không? Ví dụ tôi làm một cái khu quy hoạch, tôi làm cái khu phố để cho xe nó chạy vòng trong đó, nó tự động nó tìm đường nó đi. Đó là cái kiểu nó là như vậy. Được chưa? Vậy thì Kim Motion nè, đó rồi UDK nè, Raidet. Tại cái máy của tôi chạy 3G cho nên là tôi không có mở mấy cái video này nhiều. Đó, thì các đồng chí ví dụ như là đồng chí nào muốn làm giống kiểu này nè, nó nhìn cái gallery của nó nè. Nói đi là bắt đầu nhảy vô làm Basic Math. Cái bài tôi copy cho đồng chí là đó, lát dựng liền. Ok. Học với tôi thì không bao giờ mà lâu được hết. Đó, rồi mình chỉ đào này về. Thấy không? Này là Blender đó. Là một cái cũng khá là pro. Thằng Blender này bây giờ thằng Blender nó có một Blender 4D nữa nè. Nó có một Blender 4D nữa đó. Để xem nha. Blender là miễn phí hoàn toàn, free. Mình ở Việt Nam là mình xài đồ chùa, chứ còn nước ngoài thì mấy cái đồ mà đồ mà nó cho miễn phí thì rất là sướng. À, các bạn chỉ đào về làm đi. Thấy không? Nó làm cũng dữ chứ không? Xe đúng không? Ở đây nó có cái lớp anh nào mà chuyên môn làm xe đổ ở đây đó rồi làm xe chuyên nghiệp đó nha, chứ không phải là xe thì nó làm hay không? Miễn phí á. Cho nên cái máy của tôi rồi tôi cài nhiều khi nó vô dài 30 phần mềm nó cứ bị đâm hoài à. Đây này, còn anh nào làm nè, nó làm nhạc cổ điển nè. Thấy không? Nhạc cổ điển nó làm kiểu này nè, nhìn là anh đuối liền luôn. Đấy, xong rồi tôi chỉ em làm thôi, từ từ thôi. Ngồi mà render túc tắc cái này làm. Còn nó còn em nào mà đã học Revit rồi thì mấy cái trò mà đi dựng hình này đúng không? Cái Revit đó. Lusology này nó Revit City đó. Revitcity.com. Đúng đó. Thấy không? Có nhiều đồ không? Cho nên là đối với cái máy của tôi là thực ra tôi không có cái máy nào mạnh hơn cái máy này nữa, chứ không thôi là tôi có nữa là tôi bút cái máy đó nữa. Đó anh muốn render kiểu nào? Không có máy nào mà mạnh hơn máy tôi hiện nay trên thị trường không có, cho nên là tôi không kiếm nữa thôi chứ gì đó, thực tình là như vậy đó. Nó có mấy cái cũng dữ đây nè, mấy anh chỉ xem qua à, xong rồi nói mấy phút là dễ vô làm cái chuyện của mình đó, đâu có gì đâu.
cái máy đó cỡ chừng đây nó có những cái máy này, nhưng mà thực ra nó không bán ở Việt Nam, cái này đều order hết. À, ví dụ như máy này thì ở đây à, đây là máy của tôi nè, ví dụ như đây nó có mấy cái dàn là thuộc hàng khủng á, là Origin Razer Server nè, iBuy Power nè, của tôi là Alienware nè. Thật ra nó không có nào mạnh hơn máy tôi, cho nên nó có là tôi đã lụm nó rồi. Cái này thì nhỏ, cái này còn nhỏ, cái mà cũng nó nè, cái mà tương đương với cấu hình máy tôi nè, đây đó, coi như là chấm 8 đó, là y ngang cái cấu hình máy này đó. Nhưng mà thằng này 18 rồi, của tôi 17. Nhưng mà đây mua này cũng không có ở đây đâu, tại vì cái này mà mua là phải order, nó đem, nó đợi nó đem về, nên là không có cái máy nào mà hơn cái máy tôi, chứ mà cái máy tôi thì tôi đã lộng mệt rồi. Ok các đồng chí, đây tôi giới thiệu sơ về cái giao diện. Cái bản của tôi là 23 64 bit, đồ quả mấy chí là chạy 64 bit. Thì bốn cái dùng nhìn này nè, bốn cái dùng nhìn này á, thật sự á, là ở đây là đây nè, nhìn chú bằng top này, nhìn từ trên xuống chú đứng này, là front. Đấy không? Ở đây là led chiếu cạnh nè, đây là hình trục đo. Thì ở đây các đồng chí kích chuột lên đó, nó sẽ có nè, ví dụ như kích chuột lên cái chỗ cái wireframe, ví dụ lên đây nè, ví dụ như kích chuột lên đây nè. Kích chuột lên đây nói bây giờ tôi để biểu diễn cái đối tượng này, ví dụ tùy theo cái mà tôi vẽ, để tùy sau này tôi vẽ một đối tượng, giả sử các đồng chí thấy có cái teapot nằm đây. Để nghe nghe rồi lát nó làm, lát nó chừa cho làm. Đó, nhìn ở đây có cái teapot. Được chưa? Tại sao cái teapot là cái chuyện mà trong đồ họa máy tính là nó hay xuất hiện cái teapot này? Một là cái ấm trà, hai là con thỏ, ba là cái xe con bò. Đó là tới những cái chuyện mà liên quan tới đồ họa. Mấy chỉ bữa hôm học Rubik là biết rồi đó, biết là cái xe con bò đó là từ đâu tới rồi, đúng không? Có biết đó không? Cái xe con bò nó là cái do cái này nè, nó có những cái tùy theo Google chỉ cho các đồng chí coi nè. Biết ông này mà đúng không? Có nghe nói ông này rồi gì đúng không? Đây, cái xe con bò là cái này. Trong trong đồ họa máy tính hay có cái xe con bò đó. Trên Rubik nó có xe con bò này. Cái xe con bò, ông Bùi Thượng Phong là cái ông xám xám này, này. Ông này là cha đẻ về đồ họa máy tính trên thế giới. Ông này người Việt, chết mới có 33 tuổi rồi. Nên là giỏi quá, nó chết sớm. Này. Đây nè, tóc đen áo xám. Là ông này là ông trùm về đồ họa đó. Đó là cái bài đó lên nó buồn, còn cái xe con bò là cái này. Cho nên là ở trong trong đồ họa máy tính của cái Utah, trường đại học Utah, thì đó là chính là cái con bò đó, cái xe con bò đó, cho nên xuất hiện rất nhiều đại học Utah. Thứ hai nữa là cái nữa, ông này nè, ông này là ông đề tài tiến sĩ của ông năm 73 về cái đề tài đó. Đó là có là một số cái trường, ví dụ như trường Stanford thì có cái hình thỏ, một số cái trường khác là nó làm điều quả máy tính nó có cái hình cái ấm này rồi nha, tôi nói vậy đó. Cho nên là cái ấm này nó sẽ cho phép mình mapping vật liệu, tức là gán vật liệu lên đó. Bây giờ các đồng chí thấy những cái dùng nhìn này nè, có thể bấm vô đó đó và bấm chuột trái lên nó và đổi thành dùng nhìn nào mình muốn, thấy không? Bấm vô đó để đổi, đó là top, có nghĩa là dùng nhìn này đều có thể hiển thị được đổi các góc nhìn nè. Chứ đứng chứ bằng kiểu cạnh nhìn trái nhìn trên nhìn dưới gì đó là đây, được chưa? Nó là vậy, cứ bấm vô cái dấu cho đó là nó sẽ trao đổi, hoặc là bấm vô ví dụ như đánh vô đây mà đánh đánh vô rê vô chỗ này, đánh chữ T là nó biến thành top, đánh chữ F đến thành run, đánh chữ gì đó L đánh left, đánh R đánh right, gì vậy đúng không? Không này L đây là đánh top, đánh run, đánh F đó, một số cái thậm chí có một số là tắt thì nhiều thấy màu, được chưa? Cái kiểu ở đây nè, các đồng chí bấm vô đây nè, bấm chuột lên đây nè, bấm chuột trái lên chỗ này nè, thì có thấy là spot là highlight, tức là đối tượng mình nó trơn bóng, hai hidden line là nó ra cái đường quốc giống vậy, và wireframe nó ra dạng khung dây, còn black là nó ra tô cái mặt bằng, tô cái màu này luôn, đẩy chuột vô, được chưa? Đó, đẩy lên đổi một số cái góc nhìn đó, làm sao nhớ giùm tôi này, này top nha, này front, này left, này perspective, đó, làm tự cái đó đi là tính. Ở đây nè, chúng ta có một cái có giữ phím internet và phím W, phím W
lên một cái vùng nhìn nào, nó muốn chuyển vào vùng nhìn nào bấm kích chuột phải vô đó, nhưng mà muốn phóng lớn nó lên thì tìm Hyperdeck và B kép rồi chưa, là nó phóng đó, đã bấm bấm tắt vậy đó cho nó lẹ rồi chưa. Đó, giờ giả sử tôi qua đây đi kích chuột phải qua đây anh Hyperdeck, các đồng chí mới thấy ở đây nè, ở dưới này nè là cái thanh mà nó là thanh gọi là view control, zoom kích chuột đẩy lên đẩy xuống vậy đó. Thì thật ra là tôi bấm chuột giữa, tôi đè ở đây, tôi đẩy lên đẩy chuột trái là nó zoom, nó chỉ biết cái chuyện đó rồi. Đây, còn đây là bấm E tức là nó sẽ quay đó, nó cho quay á, rotate luôn, phím E, chữ E đúng không, bấm chữ E vô trong dùng nhìn đó, bấm là đối tượng, bấm chữ E chẳng hạn thì nó quay mình đằng đó, được chưa, nút cuộn nó sẽ quay theo tâm nào ở đâu. Cuốn nó về nhà coi chơi cho biết thôi, chứ cuốn nó làm gì, nó làm gì được, em học đó không làm gì, tôi còn muốn phát cuốn đó nữa. Tôi là tôi muốn phát cuốn đó. Rồi bây giờ zoom phóng gì đó, mấy anh chỉ coi cái dùng như này giùm tôi được không, đúng không, zoom đẩy gì đó, đang nói chung cho cái gì đó rồi đó, zoom mẹ ten zoom gì đó là do các anh chỉ là còn phóng lớn thu nhỏ cái dùng nhìn đó là cái góc phải phía dưới đó, cái nguyên cái dãy đó gọi là view control. Cái bàn tay chính là fan nắm rê qua rê lại, cái này á, chỗ này là con mắt là zoom gần lại, cái này phóng lớn, cái này là zoom lại, cái này zoom mặt ten hả, đây nè maximize, có cái ấm không, thấy ấm không, ấm là cái t-bot này là làm gì, đi từ từ đi, chứ mình lát nó vô nó hồi làm đuối lắm, từ từ đi đừng sốt ruột, rồi cho nó ra này đúng không, rồi quay tới quay lui gì đó là cái chuyện đó, chuyện của các đồng chí, quay đối tượng, quay cái cảnh. Còn nãy chữ E là quay riêng đằng kia, đằng kia là rotate thật sự, còn này là quay quay cái cảnh đó luôn nha. Dễ mà, là tôi có chuẩn bị cho các đồng chí cái bài rồi đó, lát dựng cái nhà đó rồi, vậy thôi được chưa. Vậy để đó là những thao tác hết sức cơ bản để cho cái chuyện mà zoom tới zoom lui zoom gì đó. Rồi tôi giới thiệu tiếp cái bên này nè dùm. Vậy thì cái nguyên cái dọc bên này là view control, dùng để khống chế hiển thị đối tượng, được chưa. Cái dãy ở phía dưới này là dầm gọi là mấy cái tiles, cái dầm để làm animation á, cái này tự nhiên quên mất cái tên nó là cái gì, là ở dưới này là chúng tôi làm một số cái cảnh, thí dụ về tôi giữ là auto key rồi đó là đây nè, cái xong tôi kéo này tới đây cái tôi nói là bây giờ tôi bấm chữ E lên nó đi, tôi bấm chữ E tôi quay đó, tôi nói quay qua đây rồi ha, cái tôi kéo này qua đây đó, cái tôi nói giờ là lật anh vậy nè được không, xong tôi nắm nó tôi mu nó thi theo hướng trục y rồi mu ra đây đó, kéo ra đó. Vậy thì sau khi mà làm đó xong tôi nói anh chạy thử đi đó, nó chạy nè, là nó chạy thì bắt đầu tôi làm động nó, tất cả những thông số trong Paris Max là đều làm động được hết, mấy này hình như kiểu không, thì tôi làm cái cửa tới đó nó lọc ra mở 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 cái gì đó vân vân, đi tới cửa lọc ra trượt ra đi vô nữa. Nhưng mà những cái kiểu giống như nè, ngay cả những anh em mà nói làm game làm gì đó, ngồi mà làm thì là thật sự, thứ nhất là chúng ta xài những cái phần mềm mới vậy mà ngồi mà mô hình nó đòi cái cấu hình anh rất là mạnh, anh cần cái chuyện render anh mới cần máy mạnh. Còn anh ngồi mà anh chỉ có làm một cái đối số đối tượng này á, một cái máy thì là máy cùn nó cũng vẫn có thể làm được. Nên là thật ra cái chuyện là theo tôi thì tại vì anh em đòi mới, là tôi làm mới là 2023 nè, cái máy là nó 2012 này của 2013 nè, nó cũng khác nhau một chút xíu thôi, nhưng thật ra nó nặng, nó quá nặng đối với lại cái chuyện mà chúng ta làm. Còn nếu anh dựng mô hình, còn khi nào anh render, mà render thì tôi không có cần, render tôi xài Lumion quăng qua tôi render đúng không, xài Lumion quăng qua render thôi, có gì đâu, được chưa. Render thời gian thật á, bây giờ kỹ thuật nó render, ngày xa xưa người ta khoái xài Paris Max là cái gì, bởi vì nó hỗ trợ render rồi luôn trong đó. Chứ bây giờ thật sự mà nói thì những cái công cụ mới bây giờ nó kéo qua nó quăng này, chỉ dựng mô hình thôi, mà dựng mô hình cũng cần phải quá ghê gớm. Gần mô hình nào mà bằng cách là bữa hôm anh em thấy là cái gì, cái bữa hôm tôi cho coi cái project photolite rồi cái gì, đây nè, đây nè, không để tôi kiếm cái này cho anh em coi YouTube nè, coi này chút rồi project photolite nè.
có gì đó, anh cứ chụp hình xong anh đưa cái nhà lên cái đầu ông này luôn nha, hay là chụp nguyên cái nhà luôn ha. Bây giờ lấy cái đầu ông này đúng không, bây giờ đưa đưa tôi đưa mấy anh em vô thành một cái nhân vật ở trong game luôn. Bây giờ tôi chụp hình anh, chụp vòng vòng xong đưa hình anh lên, nó tự động nó tổng hợp thành cái hình này là nó đưa chính anh lên. Còn ví dụ anh em nào muốn chế ra, ví dụ lấy cái điện thoại hay cái này á, ngày hôm nay nó có máy in 3D, in cái 3D ra cái đối tượng đó luôn. Đây, anh là một phần của đó. Bây giờ tôi chụp hình anh xong tôi đưa lên đó, và để cho anh thành một nhân vật trong game. À, anh em nào thích thì vô làm đó. Mặt thật, người là da thật luôn á. Thấy không? Ngầu không? Bây giờ tôi ra ngoài nè, tôi nêu cho nó một cái. Tôi ra tôi nêu lại một cái cho tôi giới thiệu anh em cái này. Tôi nêu ở đây nè, tôi nêu một cái new on hay là giữ đối tượng. Cái đối tượng ở trong này nó không phải gì. New on là làm một cái cảnh mới, keep object tức là tạo một cái cảnh mới nhưng mà giữ lại các đối tượng đó. Tức là tôi tạo một cái cảnh mới, tôi bỏ vật dụng xung quanh hết, tôi để lại cái đối tượng đó thôi. Hoặc là keep object và hierarchy nghĩa là gì? Hierarchy cái đối tượng nó còn như ví dụ cái xe hồi nãy. Không thể nào mà cái thân xe chạy, bốn cái bánh chạy và cái thân xe còn nằm lại. Hay là tôi làm một cái người đi đúng không? Là không thể nào mà quần áo đó hay cái đầu nó đi trước mà cái thân nó nằm lại. Thì trong cái chuyện đó nó có là gọi là nó gọi là phá hệ hierarchy. Ví dụ như có đơn giản như cái quạt này. Cái quạt này anh em thấy là như nè. Cái thân mà đi á, cái thân này mà đi á, nó dời đi thì dĩ nhiên là nguyên cái cụm nó đi theo. Nhưng mà cái đầu với cái lồng quạt mà nó lắc qua lắc lại thì cái thân vẫn có thể nằm im ở đó. Cho nên là trong trong đồ họa máy tính nó mới định nghĩa hierarchy là gì nè, là phá hệ á, là anh nào là con của anh nào, cha đi thì con phải đi nhưng mà con đi thì chưa chắc cha đã đi. Cha hành động thì con phải đi, ví dụ như cái thân này là cha của cái quạt này, của cái thân cái lồng quạt này. Cái đó nó mà dời nó đi chỗ khác thì cái lồng quạt này là phải đi theo đúng không? Nhưng hiện nay cái lồng quạt này cái đầu này lắc qua lắc lại, cái cánh quạt lại là con của cái lồng quạt đó nữa. Có thể cái lồng quạt đứng im nè nhưng cánh quạt vẫn quay. Nhưng cái lồng quạt đi thì cái chắc chắn là kia phải đi theo. Mấy anh em hình dung kịp không? Cho nên nó mới về lúc mà diễn quạt nhân vật đó. Anh biết diễn quạt cái gì khó nhất không? Trong hoạt hình đó. Mấy anh em hỏi tôi hoạt hình nó chứ. Hoạt hình mà anh hỏi anh làm nhanh thì không được đâu. Hoạt hình là thậm chí là render real time cho anh luôn đó. Nhưng mà có điều là diễn quạt cái mặt mới khó. Anh coi hoạt hình đó, diễn quạt nhân vật đi tới đi lui thì bây giờ nó dễ rồi. Tôi có motion capture, tôi bắt cái hình anh nào cầu thủ đá banh để tôi làm cái nhân vật tôi thảy vô là tự động nó chạy. Cho nên là motion builder là nó làm cái trò đó đó. Tôi có một cái anh chuyển động, tôi bắt cái chuyển động của anh này ngồi đây có một cầu thủ đá banh mấy cái game á, đá là đúng tư thế luôn á, là đúng cầu thủ nó diễn đó, xong nó cho nhân vật thì lúc đó nó map vô, nó gọi là motion capture tức là nó bắt chuyển động. Nhưng cái khó nhất đó là diễn quạt cái mặt. Anh em nhìn thấy ở đây nó có một cái gọi là face robot. Thật ra thì nói vậy đó rồi cũng có đây nè, nhìn cái đầu này ghê không? Xong ở đây nó có motion capture để diễn quạt, lát coi cái đầu đó. Đây là một cái anh chàng làm cũng khá dữ. Đây nè. Đồ và máy tính nó đang là cái chuyện mà 3D nó đi vô từng nhà, ở đây là dạy tới 7D pin. Thì tất cả nó đi những cái kiểu giống vậy đó. Đây nè. Bây giờ anh em xem nha. Tôi giới thiệu cái chuyện này. Ở đây nó có cái công cụ tên là Graphic Modeling Tool. Từ cái bản mà khoảng chừng 2010-2011 bắt đầu nó có cái Graphic Modeling Tool, là lý do là sao? Chúng này nó làm cho một cái gọi là Editable Poly. Anh em thấy là Editable Poly. Anh ngồi anh làm mấy cái anh mà làm nhân vật game là đi tới lui được cái trò đó đó. Anh em sẽ ngồi làm, kỹ thuật làm rất dễ. Nhưng chỉ có điều anh ngồi tỉ mỉ, có khi anh ngồi cả một tháng anh làm được, hay là 2-3 tháng anh làm được một con à, một nhân vật à. Thì nó editable poly là cái chỗ đó. Tôi sẽ chỉ anh em. Ví dụ anh em kích lên đây nè, anh em kích chuột lên đối tượng nè, anh em thấy một cái là convert to nè, editable poly nè. Hiểu không? Nó có rất là nhiều. Trong đồ họa máy tính là gì? Tụi tôi họ là học làm gì, lập trình đồ họa máy tính, thì lúc đó tôi mới hiểu là cái đó nó cần có những mô hình toán nào, chứ không phải là cái chuyện mà anh chỉ cần chuyển đổi nó để làm phải. Rồi đây là một chuyện nha, anh em có một cái graphic tool, cái là polygon modeling, anh có nhiều cái tool ở dưới này. Đây là những cái công cụ mà để dựng hình, sau này tôi chỉ anh em. Là từ cái bản mà 2010-2011 thì đó, tôi nhớ là như vậy nó có. Ở dưới này nó có một cái dạng là freeform. Cái freeform này nè là cái dạng mà anh gọi là thường là những cái bề mặt hữu cơ, những cái đối tượng anh tạo bề mặt tự do, nó gọi là freeform. Nắm được kéo được xoắn là những cái nhân vật đó nhiều. Còn anh em nào mà thật sự mà quan tâm tới nó là vô đăng ký đây một cái nè, vô đây là coi hàng cao thủ nó làm á. Nếu mà thì Việt Nam mình là cần gì phải vô đây,
nó bán đĩa này nhóc kìa, tôi còn có đến mình đâu, tôi có khoảng chừng vài trăm đĩa. Anh nhìn ở đây nè, tôi chỉ anh coi một cái chỗ nè, anh em vô đây anh muốn có cái gì là vô trong learning nè, vô tutorial của nó nè, đăng ký cho nó cái account. Anh muốn phần mềm là gì, cho nên là anh em nào mà sống chết với nó đó thì anh vô đây anh coi, nó chỉ từ bước 1 cho đến bước 2 cho đến bước 3 là vậy thôi. Hầu như phe ta chết là chết tiếng Anh, có đúng không? Chết là chết tiếng Anh. Là mơn Redson có mở lớp tiếng Anh là mơn cái đồng chí đi học đi, tôi bảo đảm là 6 tháng là nói cũng thuộc vàng dữ á, có cỡ đây nè. Redson có tụi tôi anh để ý đây đây, tụi tôi không bao giờ mà dạy mà gọi là lâu la hết á, làm là vô là bực bực là làm thôi chứ nói gì. Đó, anh em muốn vô coi làm cái gì đó làm, đúng không? Nó có đủ các phần mềm ở trong đó, nhìn đi, nhiều lắm luôn á, được chưa? Vô đó lục là của hàng cao thủ. Đây là cái trang của dân mà làm về game với diễn họa của Autorex, nó là cái cộng đồng nó lớn lắm luôn á. Vô đó area.autorex.com đăng ký vào đó. Để tôi đăng ký, tôi lóc vô coi nó có cho, tôi quên mất tiêu rồi. Lâu quá không vô, nếu nó có cho mình vô. À ok, nó cho mình vô lấy. À, nó báo ok. À, nó welcome tôi vô được rồi chưa? Mấy anh em ơi, vô đó cái trang đó ha. Đây nè, anh nhìn cái hàng mà hàng cao thủ trên thế giới nó vô đây nè, cái này cũng có bán. Cái này cũng có bán đĩa ở ngoài. Nó bán ở ngoài nhiều lắm, ra tôi nó tùng nó mua. Nomon School là cái trường dạy đồ họa khét tiếng trên thế giới và chủ yếu là phục vụ Hollywood. 14.000 đô khoa một năm. Các khóa khác nhau, cứ từng course, từng course, từng course. 1, 2, 3. Mỗi một course này, ví dụ nhìn vào đây nè, vàng giảng viên của nó là rất dữ. Anh em mua cái đĩa này ngoài có, tôi có, tôi có, mà mấy cái sách này thì không có nhiều lắm, này có chừng đâu mười mấy hai chục đĩa thôi. Chứ còn cái đống mà kia tôi có gần cả mấy trăm đĩa mà, tôi có khoảng chừng trăm mấy hai trăm nữa. Nhiều lắm. Nè anh em có những anh này là làm gì? Này nó làm avatar nè. Này là đã từng làm avatar nè, Transformer nè, cướp biển Caribe nè, phim ma trận nè. Cái dạng giảng viên nó là vậy, cứ đâu nhiều đâu, 10.000 14.000 đô một năm. Cứ vậy mà tiến lên, anh học hết năm. Sau anh học tiếp năm nữa, 3 năm và anh thích môn anh thích năm đi làm được. 3 năm. Thì mấy anh em mình dung vô nó làm. Đó, tôi rất là thích những cái giống như vậy đó ở Việt Nam, nhưng mà thật ra là mình cũng mở ra. Dạy Việt Nam có nhiều tay cũng giỏi lắm á, nhưng có điều là mày học á. Nó thích học cái gì đó lăn quăng thôi, chứ còn học đồ để đi làm thứ thiệt cũng có. Cái selection này vậy là anh em sau này là chúng ta sẽ có một cái tool để cho selection lựa chọn gì đó trên này, từ từ chọn đối tượng, nguyên cái vàng ở trên này là để lựa chọn đối tượng. Đã tôi giới thiệu object span là như vậy nè, nó lấy một cái đối tượng nó sơn lên một đối tượng khác. Ví dụ tôi trồng cây trên cái khu rừng đó, tôi có cái đường, hiểu không, tôi làm cái cảnh quan rồi có cây, ví dụ để đi trồng được cây thì tôi dùng cái công cụ pen ở đây nè, nó sẽ đi lựa object. Hiện thời tôi đi lựa object, tôi lựa cái object nào đó tôi pen lên đằng khác xem coi, cho nó một cái một cái ấm nhỏ nhỏ, ấm nhỏ nhỏ đứng ngoài này. Đó, pen object tôi nói là select, ok. Đó đó, pen đó coi. Ví dụ tôi có một cái khu rừng, tôi có cây trên cái đường, tôi nắm, tôi kéo, tôi sơn. Thì đó là cái tính năng mới của nó mới có hang đó, đúng không? Trong đó có một cái đoạn video nãy tôi định dở cho các đồng chí coi đi. Nó sơn mấy cái lá, cây, rồi cái cây rong rêu, nó cây nó bò lên tường, dây leo nó bò lên tường đá, nó hang gì đó, thấy ngay đó, nó rất hay. Rồi nha. Còn nghe press setting là cái này nè, đó, các đồng chí định là cái khoảng cách của nó, cái này nói sao đi. Tức là hiện thời nó đang khi mà nó sơn như vậy thì nó thích quá đi thì tách nó,
tách nó ra thưa 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 ra cho ai để mình đóng nhà ai coi. Được chưa? Cái dọc bên này nè các đồng chí, chỉ chút xíu làm được. Đó, cái chỗ này thì giống như Badass Max rồi đó, anh chỉ nào muốn có thì phóng nó lớn lên. Còn cái trường hợp mà nó tới view mà expert mode này đó, anh chỉ nhìn này, nó có một cái expert mode là control disk, là nó phóng cái màn hình lên bự vậy luôn. Nó trở về, tức là cái dân mà vẽ ngày hôm nay đồ họa máy tính nó rất là thuận lợi ở chỗ nè. Đồng chí nào mà khoái vẽ mà vẽ trực tiếp giống như là Fata mà có qua tay vẽ là chấm cái giấy vẽ kéo lên đó luôn thì lên máy nó bán rồi đó. Máy nó chạy được con coi năm lên là mấy cái này nó chạy được coi bảy nó cũng có. Cho nên là ngồi mà vẽ là chấm vô lấy chấm viết là vẽ kéo nó sơn luôn chứ mình đâu có dùng chuột nữa đâu. Giống như mình đâu làm game trong video game những ngày mấy anh em có cái bảng này nè, ngày xưa có cái bảng cảm ứng đúng không, của Wacom ngồi kéo chứ bây giờ mấy anh em kiến trúc cũng vậy, kéo rẹt xong nó lưu là cái file kép hay nó lưu là cái hình đó là người ta làm đó. Rồi dọc bên này các đồng chí, bên này nó là cái gì vậy thì cái dùng nhìn là nãy tôi nói là trên này có một số cái công cụ tôi đang giới thiệu nha, hôm nay buổi đầu tiên mà. Tiếp ở đây nó có một cái này, cái này nó gọi là command panel, tức là những cái bảng lệnh, nó gọi là command panel. Anh chỉ có thể kéo rộng này ra, kéo rộng nó ra. Cho nên là dân mà làm chuyên nghiệp á, một á là làm hai màn hình, một cái bên này là mấy công cụ được quăng qua bên, nó dùng nhìn nó nguyên cái màn hình. Còn không nữa là lấy cái tivi 32 inch á, cái này là gắn vô ngồi vẽ luôn. Cái kiểu mà thực tế bây giờ là vậy, tivi nó rẻ mà, cái màn hình tivi nó đâu có bao nhiêu đâu, vô nó vẽ luôn 5-6 triệu cái chứ mấy. Rồi nhìn đây các đồng chí, có cái trang đầu tiên command panel nó có 1 2 3 4 5 6, đừng có vội quá, lát tôi chỉ cho là làm được rồi. Đây cái, trên cái bảng lệnh này command panel này á, là chú này á, là trang khởi tạo, nó gọi là create. Trên create đó nó cho các đồng chí để khởi tạo cái gì, tạo từ đối tượng geometry, tạo là đối tượng 3D nó gọi geometry, đối tượng 2D gọi là shape, tạo đèn, tạo camera, đúng không? Tạo camera, tạo các cái helper. Helper là trong trường hợp là những cái đối tượng trợ giúp. Tôi sẽ nói chuyện đó sau. Ở đây nó làm space grab, một số cái như vậy và system. Tùy theo cái mà chúng ta bấm rồi đây. Ví dụ tôi bấm cho system nó có daylight và sunlight. Tôi đặt cái đèn. Ví dụ nó nói là bây giờ là sunlight hay là daylight, daylight nó hỏi nè. Cái nhét. Nó hỏi nè, anh muốn lấy ngày nào ở đâu, nói dạ để em lấy vị trí ở thành phố Hồ Chí Minh. Asia, thành phố Hồ Chí Minh đâu, Hồ Chí Minh City. Vậy thôi. Rồi, một lúc mấy giờ ở đâu nói là bây giờ là vậy nè, mấy giờ đó. Kéo đây. Nè, cái đèn nó lên rồi thấy không? Đó, ánh sáng đèn nó đặt xuống và lúc đó tôi chỉ lại. Tôi chỉ lại. Rồi chưa? Cái cảnh đó nó cháy sáng giống vậy. Còn khi nào mà bấm render, bấm F10 thôi, render width luôn cũng cần vậy thôi, đúng không? Vậy thì vấn đề là tạo đối tượng, nhưng mà cái kiểu render bây giờ Minecraft nó render nó cũng có nhiều cái nó đẹp, nó có điều là vậy nè, nó render offline, render offline này luôn luôn nó đẹp hơn là render mà online và real time giống như kiểu thằng FilmMotion hay là Lumion rồi đó. Nhưng mà chú kia nó render nó đẹp, nó làm animation. Còn nếu mà gọi là render anh em nào mà làm Badass V-Ray đó, thì cái chuyện đó nói tính sao đi ha. Rồi vậy cái trang tiếp theo làm trò gì biết không? Cái trang này gọi là trang Modify. Nhớ nha, đây là những cái trang mà muốn khởi tạo gì thì bay vô đây. Trên này nó còn nhiều đối tượng đó, cho nên Badass nó nhiều. Cái trang tiếp theo là trang Modify. Trang Modify nghĩa là gì? Là cái trang hiệu chỉnh thông số của đối tượng nào, anh có thể bấm vào đó và hiệu chỉnh nó. Anh em nào xài Badass Max rồi, xài bị bích rồi, thấy nó chèn. Ở bên trang kế bên nó gọi hierarchy, tức là cây phả hệ, nó cho đối tượng này, đối tượng nào liên kết với đối tượng nào ở đâu. Rồi chưa? Nó có cái IK. Rồi ok, cái này nữa nó có animation. Cái này nó gọi là motion, là tạo chuyển động đối tượng, vẽ đường bay, đường gì đó vân vân, rồi bay kiểu nào. Nhiều lắm, anh em từ từ coi. Ở đây nó có một cái trang nữa, cái trang này tên là display, đối tượng nào được thấy, đối tượng nào không thấy. Đó, tôi nói là anh giấu hết tất cả đối tượng hình nào, đúng không? Giấu đèn, nó sẽ giấu cái đèn á,
đèn đây nè đúng không? Nó giấu đèn đi, tức là đối tượng nào thấy không thấy là do mình quyết. Ở chỗ này cảnh nó lớn quá, nó nhiều đối tượng mà render làm gì cho nó ấy hết. Tiếp thêm cái nữa nó gọi là gì, utility, là những cái tiện ích đó dành cho anh em làm liên quan tới những cái chuyện, những cái công cụ bổ sung vào đây. Và như vậy thì cái thanh bên này là comment panel, được chưa? Đó là